Hello anh em nha, hello mọi người. Chúc mọi người tối vẻ nha, chúc mọi người giao thừa vui vẻ nha. Ở nhà, sờ chim. Đâu tôi định đón giao thừa kiểu Elon đấy. Nhưng mà thôi các bạn ạ, nếu mà chán quá thì mẹ bật stream lên đón giao thừa với những bạn đang F3 như mình này. Đấy, nó là hợp lý hơn đúng không các bạn? Trời này đi giao thừa làm gì, đông đúc chen nhau chật trục, chật trội. Chúng ta đón giao thừa online thôi các bạn. Mọi người F3 hãy cố gắng trong tương lai, trong năm sau có người yêu nhá. Không, nhưng mà tính ra là có những bạn đang nhiều bạn là đang ở trong nhà nghỉ đang xem stream tôi này. Thề anh ơi, anh có người yêu chưa? Anh chưa em, anh vẫn chỉ đã có người yêu. Đi chơi với gái là tầm này tôi không về được nhà đâu các bạn, tôi phải đi bắn pháo hoa đấy, không được đâu. Bây giờ chỉ có anh em đi chơi cùng thôi, còn kiểu đi với gái tôi bắn pháo hoa đấy. Tôi ngồi ở nhà mấy tiếng đồng hồ, mẹ mấy bãi ở trong nhà vệ sinh rồi. Chả thấy một ai mẹ nhắn tin hỏi đi chơi không. Thế là thôi, tôi quyết định tôi ngồi ở nhà tôi bật sờ chim lên như vậy. Anh có stream qua giao thừa cô. Cảm ơn lắm nha, thank you em. Anh chưa biết đấy mà. Nếu như mà xem xét tình hình đã. Nếu như mà kiểu ví dụ như mẹ đang stream một tiếng chẳng hạn, tự nhiên anh em mình fan gọi đi chơi đi. Đấy, tắt stream đi luôn. Nói nhiều. Đấy, hiểu không? Hoặc là có một bạn gái nào ngọt nước, xinh mọng đấy, hiểu. Nhắn tin trên stream này bảo donate quả. Ui mẹ, đi luôn. Đấy, kiểu đấy. Anh mà quay vlog về Vinh thì em nhận làm cameraman nhá. Anh không cần đâu em ạ. Anh cameraman thì có rồi. Anh chỉ cần một người gọi là mẹ đồng hành cùng anh thôi. Đồng hành cùng anh trên những vlog sắp tới thôi. Đấy, nói chung là mình đang dự tính thế thôi chứ các bạn. Tại vì thằng bạn mình nó cũng lười hả? Bảo đi mua mic đi, quay cho bố mày. Không có gì bố mày tính tiền luôn. Cái mic có mấy trăm. Nó cũng lười đấy. Nó cũng lười y hệt mình, thành ra mình cũng lười. Lười làm việc với nhau thì chỉ có sủi thôi các bạn. Em đang nhắn tin người yêu bình thường, tự nhiên đùng một cái người yêu em không nhắn tin với em nữa là sao vậy? À, em bị cắm sừng rồi đấy Huy. Là người em có người yêu mới rồi đấy. Chúc mừng em, năm mới kiếm người yêu mới đi em. Nói chung là năm qua thì công nhận là mình cũng ok, mình cũng kiếm được hợp đồng Nemo. Nhờ công sức của các bạn, kênh YouTube của mình được 50k sub rồi thì một phần, nói chung là không phải một phần nữa mà là 100% các bạn ạ. 100% là kiểu công sức là của tất cả các anh em đang ngồi đây, cũng như là các anh em đang đi chơi cooldown, đang đi chơi cao đao, đang ở trên hồ, đang ở nhà nghỉ, đang ở tất cả mọi nơi trên thành phố, trên tất cả đất nước Việt Nam này hoặc là trên tất cả thế giới này. Đấy, những người anh em Việt Nam các thứ đã ủng hộ mình thì mình rất là cảm ơn anh em nhiều. Hy vọng là năm 2021 thì mình sẽ cố gắng được nút bạc. Đấy, mong là được nút bạc các anh em ạ. Mình cả nhà mình chỉ mong mình cả đời chỉ cần được nút bạc thôi anh em ạ. Nút vàng thì đéo bao giờ mơ tới đâu, nhưng mà nút bạc ấy thì là cả nhà mình đều ước ao, nên là mục tiêu chung của gia đình ấy. Đấy, nên là mong năm sau mình sẽ cố gắng đạt được cái nút bạc để cho cả gia đình mình đều được hạnh phúc, hiểu không? Ê, nửa mày nửa mặt với họ à ngay. Đếm lại xem năm vừa rồi tài đổi bao nhiêu màu tóc á. Năm vừa rồi tài thì có nhuộm đây. Mình có ảnh đấy các bạn. Đây là cái mồm của mình cái này. Nhìn những mặt đấy. Thế bây giờ nhìn mặt cân không? Muốn đánh không? Lại chẳng muốn đánh. Thế như năm vừa rồi mình chỉ nhuộm tóc này thôi các bạn. Đây là đi Quy Nhơn này, đây là đi chụp ảnh team. Thế thôi, nói chung năm nay, ui xem nào các bạn. Từ mùng 8 tháng 5 là bây giờ là 31 tháng 12 là được 6 tháng đúng không? 6 tháng mình lên được tầm 30k sub là ok phết rồi nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, mong là hy vọng trong năm tới thì mình được lên được 100k sub. Đấy, nửa mày nửa mặt thấy không? Thế tất nhiên năm sau, tất nhiên năm 2021 là mình đang ngồi đây với cả hơn 100k sub rồi. Ví dụ như 109,7 nghìn đi đấy. Mình lại nửa mày nửa mặt với cả gia đình, cả dòng họ thấy không? Về quê là phải, ui anh Tài kìa, anh Tài chi kìa, anh Tài kìa. Ui, thề nghe oai các bạn. Thích nhất là kiểu về quê xong rồi được kiểu mọi người hân hoan ấy. Tóc xanh á, ừ đúng rồi, nhưng mà tóc xanh mình để ảnh các bạn ạ. Tóc xanh nhiều xưa mình chụp với đứa bạn thân từng thân thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ nó mất tích rồi nên là thôi kệ mẹ nó. Sao mình rồi đấy mình chụp ảnh nhỉ? Đấy, hồi xưa mình còn để tóc tím nữa các bạn này. Đẹp trai vậy. Hết rồi. Ha. Hết rồi này các bạn ạ. Anh có định theo nghề stream không? Chắc là có em. Thì hiện tại anh đang làm mà, nên là anh quyết định anh làm đến 2-3 năm nữa. Xong rồi nếu như mà 2-3 năm nữa mà
kiểu hết thời ấy. Đấy, thì lúc đấy mình sẽ nghĩ đến phương án 2. Đấy là đi về quê chăn bò, nuôi rau, trồng cây, các thứ. Đi làm ô xin, đi làm bảo vệ, thiếu gì nghề đâu em. Miễn sao kiếm tiền là được rồi. Cuộc sống mà, lên voi xuống chó đúng không ạ? Không biết được ngày mai như nào đâu. Có thể là ngày mai mình được gì nhỉ? Xem vượng nhận làm con nuôi chẳng hạn. Đấy, thì có phải là đổi đời không? Đấy, hoặc là ngày mai có thể nhà mình kiểu nhà mình phá sản chẳng hạn. Đấy, không thể biết được chuyện gì xảy ra cả. Ngày mai có thể các bạn sẽ nhìn thấy mình đang ở ngoài đường, mình quét rác, làm lao công. Hoặc có thể là mình đi một con Rolls Royce chẳng hạn. Đấy, kiểu điều đấy. Nên voi xuống chó lắm. Cái trường hợp mà anh thích con trai ấy, kiếp sau nhá, hẹn anh em kiếp sau. Kể cả bây giờ có anh em là trong kênh kiểu bị BD ấy, đấy, anh em hẹn anh em kiếp sau nhá, bye bye. Còn các em gái cứ inbox cho anh nhá. Mở cửa sổ cho mát đi anh ấy, em bị dở hơi à. Này, anh đóng cửa sổ ấy, anh vẫn mặc áo len ấy, là em hiểu là độ lạnh nó như nào rồi. Đấy, em chắc ở miền Nam đúng không? Miền Nam gì cảm giác được cái độ lạnh của Sài Gòn, à nhầm Hà Nội đâu. Tài K on the mic. Ê, làm bài hát đi các bạn. Cái này thì không hát tune được. Cái này hát giọng thường thôi. Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh, một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng muốn gian lòng quên hết những. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mong mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên trên tim những vết hằn. Những yêu này mong manh, giờ ta vỡ thôi cũng đầy. Xem xem những ngày tháng một tiếng. Cao quá. Tôi giả giọng ngơ luôn các bạn này. Tôi giả giọng ngơ nào này. Yeah. Thì ra tương tư là thế này. 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho làn khói này nhẹ bay. Tìm sâu và ra điều êm mãi. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra. Từng lời hát em viết tặng anh. Mẹ đây giọng nữ mà. Sao băng trôi qua tình ta bao la chiếc hồn đầu. Ai ôi đây tàn thuốc, nhìn thằng ta mà ngóng trông. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là anh không nói. Mà không đổi, cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn. Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi giờ đã sờn thịt. Mà chật nhịp, chật beat luôn, thề với các bạn. Hát từ đấy đủ vui các bạn. Thôi theo là mình off sim nha các bạn. Baby. À thôi nhân dịp mà tất nhiên 2020 thì mình chúc các anh em ở tất cả đang xem stream của mình ngày hôm nay thì có một sức khỏe dồi dào, có một tinh thần ổn định vững vàng cho năm mới nhé các bạn. Đấy, đón năm mới thật là một cái năm mới hạnh phúc bên người thân và người yêu.
Đấy, chúc mừng các bạn sớm, chúc mừng năm mới sớm các bạn nhá. Mình học phim đây, hẹn anh em sáng ngày mai. Nếu như mình có thể tỉnh táo trong buổi sáng ngày mai thì anh em lại nói chuyện về năm mới vậy. Mình học phim nha, bye bye mọi người, bye bye bye. Happy New Year 2021 nhá, bye bye.